Ship cái gì đấy hả cháu ơi? Dạ, hoa quả cô ạ. Hoa quả à? Dạ vâng. Nhà này có ai đặt hoa quả đâu nhỉ? Dạ đúng rồi mà, địa chỉ này mà cô. Chuyển khoản rồi cô ạ, cô nhận được cháu về. Này, dạ. Mày xem hộ cô xem là ai gửi đấy. Dạ vâng. Dạ không có tên cô ạ. Không có tên à? Dạ vâng. Thôi thôi không nhận đâu nhá, mang về đi. Kìa cô. Cái gì? Cô nhưng mà chuyển khoản rồi, người ta cũng trả tiền ship rồi mà cô. Ôi giời ơi, giả rồi mới mang về mà ăn. Kìa cô ơi. Ôi. Chị à, rồi ôi lâu lắm rồi mới được nghe thì tiếng của chị. Chị ơi, chị dạy gì em không chị? Có phải cô mua hoa quả rồi cho người ship đến cho tôi không? Dài, định dở cho gì? Định gài bẫy vợ chồng con này đúng không? Nói cho mà biết nhá, con này không ngu đâu. Đúng là đồ ăn cháo đã bát. Em à. Mình ơi, chết rồi, lần này là vợ chồng lão Kiên dở mặt thật rồi mình ơi. Này, cô đừng có làm trò nhá. Mồm thì xoen xét chị em, thế mà lá mặt lá trái luôn được. Này tôi nói cho cô biết nhá, tôi mà báo với ông Kiên nhà tôi mà, thì chồng cô ấy không còn cái ghế mà ngồi đâu nghe chưa. Chị nói cái gì mà chị dọa là không cho chồng tôi ngồi cái ghế đấy? Là do chồng tôi tự nỗ lực phấn đấu hết mình, là do chồng chị đặt vào. Mà tôi nói luôn này, chồng tôi mà có bị làm sao nhá thì tôi khai hết ra với công an, đấy. Những lần mà tôi gửi giỏ hoa quả vào nhà chị, tiền của tôi trong đấy như thế nào tôi chụp ảnh lại hết rồi đấy. Cái mảnh đất nhá mà chị định ăn đứt bán đoạn của tôi là cũng không sao đâu. Đang lúc nước sôi lửa bỏng còn đổ thêm dầu vào nữa thì thôi được rồi. Càng những lúc như thế này, vợ chồng mình càng phải bình tĩnh. Chuẩn bị cho anh 10 ngàn rồi ra ngoài xem có ai lảng vảng quanh nhà mình không.